Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Một ASEAN tầm dốc, tâm điểm của tăng trưởng, lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 đã diễn ra vào sáng nay tại Labuan Bajo, Indonesia. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị. Lãnh đạo các nước bày tỏ ủng hộ và nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của chủ đề Một ASEAN tầm dốc, tâm điểm của tăng trưởng, thể hiện sức sống và vị thế của ASEAN, động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua 10 văn kiện định hướng hợp tác ASEAN trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý, có tuyên bố chung hướng đến tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực, sáng kiến một sức khỏe ASEAN, thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng bản tệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ba vấn đề cốt lõi, quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đoàn kết là sức mạnh vô địch và phải thể hiện qua ý chí, hành động cụ thể. Củng cố đoàn kết và thống nhất là nhiệm vụ căn cốt cho một ASEAN độc lập và tự cường.